rồi đây rồi. Ở đây nóng nấu anh đâu. Ở đây kêu đồ ăn có, anh kêu đồ có rồi. Anh kêu đồ có rồi. Em ơi. Anh hỏi đây có tôm hùm không? Dạ không có. Tôm hùm lại con 3 kg đếm lấy cho người con. Bây giờ em chặt khúc khúc nấu nước lèo đi rồi đợi lấy cá em bỏ đi nấu cho người tô mì gói. Bụng ăn như vậy mới đi ô đi lấy xịt gặp tao rõ sợ rồi. Bụng ba cái bỏ lấy nước rồi. Đây nè, nghe mấy xăm mình nha. Alo, mày ở đâu nước ngoài? Bữa em quay Việt Nam chơi mày thấy thằng này đứng ở đống cát à, thằng đó phù hồ chứ mày giang hồ. À còn mấy xăm mình nhiều à, mấy nó bảo vệ sẽ thú rồi. Cuộc đời tao nói mày tao đéo có sợ giang hồ, chứ sợ giang hán thôi. Giang hồ chém là mai giang hán cái nắc thợ như chó vậy. Rồi lát đi đi mày. Bây giờ mày kêu già cương mẫu với đồng công ai chơi ra không? Mình dây vú bự nha, vú bom đéo có chơi đâu. Mày kêu Châu Y Mẫn, Trương Hoàng Ngọc, Lâm Tâm Như, Thư Kỵ, Triệu Vi, Băng Băng ở Việt Nam thì có con Vĩnh, con Chim, ý Vĩnh Thiên Kim chứ. Nè, ta nói cho nghe bữa qua ta giới thiệu má mì ngồi ok không? Qua Việt Nam chơi uống bia ôm thì phải ngồi mấy nhỏ đầu vú bự. Đầu vú nhỏ đừng ngồi, biết sao đầu vú nhỏ là hết zin rồi, nhiều thằng liếm nó mòn. Còn đầu vú bự mấy nhỏ nó còn zin á. Rồi lát đi nha mày. Rồi chào mày thấy không? Quá anh ơi. Không nói rồi. Rồi. Rồi vô vô đi. Vô đầu. Uống bia phải dựa đầu vú bự rồi. Vô vô. Đầu vú nhỏ cũng rồi, đầu vú nhỏ nhiều thằng liếm nó mòn á. Ông anh đi uống bia ôm. Thôi để anh Tùng làm bài gì anh em mình nghe chứ. Làm bài à, căn nhà ngoại ô anh Tùng. Căn ngoại ô nhạc chế phải không? Dạ. Tôi ở ngoại ô, dùng ngoại ô, dùng ngoại ô nè. Có ăn sớm này dùng căn nhà ngoại ô. Ờ, có ăn sớm được. Sống riêng một mình vô em sống trong sông hàng quen gặp nhung đại trang đi về sẽ đón đưa vô đêm đêm dưới ánh trăng vàng yeah tôi với cây đàn âm thầm thở than mà cô nàng quen sớm mỗi lúc lên đèn sang nhà làm tôi ca không ấy nè, tôi lờ nghe cũng vợ nè, buồn buồn nghe cũng đỡ, chân nghe nàng khen nhiều và thân nhiều, gặp tôi thấy trong tâm mà từ son sao, tôi sợ ngang trai đường đây, dòng chua xót thương đau vô, vô. Tôi tình tiền đến người xưa đã quen. Hôm nay đón cánh thiên hồ, em báo tin lấy chồng giàu sang. Đời em nhiều may mắn. Có nhớ anh chàng tôn thất tùng mà này không? Tùng đâu? Chắc chắn là em nhiều may mắn nè. Có nhớ anh chàng tôn thất trong mà này không nè. Không có nhớ thì thôi quay. Đéo nhớ xù luôn. Không phải bà nội cho tôi nhớ. Anh Tùng ơi, vô ngái vô ngái cho nó. 1, 2, 3, vô. 3, 2, 1, vô. 1, 3, đua. Ốc rồi, ốc rồi. Anh Tùng ăn gì không? Ăn cái gì lúc nóng nóng không? Tôi ăn là đồ quán bán đéo bây giờ có đúng rồi, không nói gì mà. Anh chỉ ăn chỉ lụ lẩu xíu quách để ăn vậy. Xíu quách. Xíu quách thì không có. Xíu quách này không? Xíu quách luôn quận 6 quá nhiều. Anh đâu quận 6 mà. Tao quay, anh như phải của anh hay sao á, quay hoài luôn mà không có đủ anh đâu mất luôn. Phải anh á. Ba ba cho anh hỏi bà thả em à. À đúng rồi. Không có liền cứu được đời mình khỏi. Mấy vợ nữa cái mình nhảy lầu mình có ngàn chết. Hai đứa hả anh? Không nghe mà. Ba đứa rồi đó. Kẹo ghê lắm, kẹo ghê lắm. Alo.
bỏ mày dẫn lên nhà 92 tuổi Việt Nam chơi nhớ không, cái đây mất kiếm mà kêu kiếm nhau 16 tuổi, tao kiếm nhau 16 tuổi lên khách sạn nhau con tắm tắm rửa sạch sẽ xong con tao mới nằm giường bay làm tình con tao liếm đùi không à, nhỏ nói anh ơi lộ có kiến rồi, lộ có kiến liếm cái chiếu, cuối cùng cái đem kiến lại liếm đùi nó nhỏ mặt quần nhảy lộn chết luôn, khóc cái thi bị gì đứng lộn chết. Tưởng này mày về tối mày thổi kèn mày chụp con cái nút không phải nó làm gì nó làm tay tay có thấy đường đâu chụp con cái không á, thấy đường đâu. Bữa nay đón sếp mà sếp mới mà có tình chùa luôn á hả? Má đẹp trai với tôi chưa thấy gì. Má bữa nay chuẩn bị à. Đám cưới sớm đi xin đa đã chết rồi. Nào còn những áp nghe hai hoa vương nhanh nè, suốt đêm chung tiếng cười. Chưa của anh á. Được hát nhạc này rồi. Có bậy không? Má ca 2 tiếng mà sao lát cũng tới à. Nhạc có bậy không hay là nhạc thường? Lát cũng tới à. Lát cũng tới thôi. Nhanh tàu. Tôi nghe tiếng năm cam nhưng tôi không hề quen biết. Mỗi ngày nào nè, ông Năm vừa bị bắt tôi mới biết là ông chồng và bên đó nè em ơi có gì vui xin tin thư về cho anh nhớ thương với đành đêm nay trên đồn văn nè thương em thương nhiều lắm nè em ơi biết cho chàng tình lẽ đêm buồn đê dê dê. Ôi kẻ người nghe nè, đời lan giang ta ôn chuyện trời. Mình còn thơ, như hình bay bóng mê phu tây không nhẹ. Xuân đã qua mấy lần, chung trinh chuyện xa xưa. Tình cơ gặp nhau, hai đứa cùng đơn vị. Chùa không có sao không nha mấy bạn. Xa cách nhau mấy năm rồi nè, nhắc chuyện xưa thấy buồn. Thà không cho ngồi chung đập nè, bây giờ chung chiến. Rồi sao anh, rồi sao? Tôi kể anh nghe, bọn mình lúc chia tay nam, mười năm nhung nhớ tay thương nhau phút này. Cái này cái giọng là thấy là lạ. Nơi một thôn nghèo có đôi nhân sống thật là ấm tình. Cú bán nàng ngược xuôi, nó càng ăn học mịt mai.
cầm tay buồn nói không nên lời. Anh hứa thề khắc son, anh hứa ngày vinh quang nghe không có phụ ơn nàng nhọc nhằn ngày đêm. Thế rồi ngày tháng qua từ từ tình đô bao nên đàn quyên về quê nghèo âm đùa nhiều dấu thương. Chừng khi về đến nè thì nàng đã chết đêm qua sau những ngày tháng đời trẻ. Thương tiếc người chung tình chàng môi đắm say ô nàng bằng đá quý. Rồi một hôm sau mây trong lòng ta nghe có một loài cỏ xanh đông về lúc mai kia vậy. Đêm lại thì heo hôn, hôm sau lại xanh tươi nên người ta gọi là loài có đêm. Bà này cha đúng nhập tâm vô rồi không? Thích đi qua 10 giờ cho anh đi tìm tặng cho em nè chứng canh qua màu tim. Anh xin giải bài nền hoa tím còn quê sắc ta còn yêu nhau nghe sâu xa muôn trùng. Người em ơi nè xin đi qua bài hoa bây giờ rồi thời ra trôi mau nè anh đi khắp ngàn phương nè. Bên đây ngồi mồ nàng bờ mi xanh đẹp tan nát trong hoàng hôn. Anh xin giải bài nè dấu cho nàng nè vinh viễn xa lìa trần gian nhớ thương ngày hoài. Người tình ơi nè tính yêu qua mười giờ nó qua mười giờ một qua 10 giờ mà mình nghe cho nó hết mở bài. Thôi này lâu lâu tí nữa lại như vậy. Mua lại, mua cho nó hết mở bài. Hết bài. Hết bài rồi. Chứ ta đập cái máy này luôn rồi. Nghe nãy một bài đàng hoàng nghe, không có nhạc, không có gì hết. Mày nói chuyện nói với lại này, mày nói cái này, người ta nói giật, nó là có được không đó hả? Quay phim đi mấy mốt điện thoại bán đéo mày mua luôn. Nói ra cầm 50 triệu mày cầm luôn, thấy hình nền tao đã sợ rồi. Bao giờ tao không sợ nó mới mấy người cầm đồ. Không cho, nhưng mà không thấy người em nè. Khiến em là anh chứ gì. Tức là hát bài nghe anh tổn. Làm bài đi. Anh hát bài rồi mà bình thường ấy, nghe hử? Không hát cũng bình thường không cho mà. Bây giờ hát chay thì bà hát. Chay thử hai ông, anh hát cái giọng hay mà. Chay cắt mà bà. Bài cũng bà bên đây mà không ôm tao. Bà đâu có bê đê đâu. Bánh bèo hả? Bên đây là bài này chân đi của anh Tùng là bữa đẻ rồi. Bài là bài cuối vậy anh? Là bài cuối vậy anh? Bấm vào chân bài rồi. Nghe mà, bấm chân lên. Bài là lúc anh bắt đầu ra đời là anh nghe bài này. Anh chơi có lẽ là anh chơi chậm hơn mày xíu. Thích bài, bài này. Em ơi dùm cho anh, dù cho anh có là tên tội phạm cũng là chồng của em sao? Dù cho anh nè có là tên quái xế hay là tên giật đồ nè, số phận nghe đã an bài, xin em yêu cho nè vàng dòng em đeo của gia đình.
đình à, em cho phải giật đồ cho hoài. Cầm số 8 chiếc tay anh, cầm số 8 chiếc tay anh, giam giữ đời anh ở trong ngục tù. Mai đây chúng giải anh đi nè, ra tò chờ ngày kêu an anh, đón chừng năm cục mà thôi. Đồ con đĩ cho nó mắm chay, mắm hết Việt Nam mới tới Việt Kiều. Tại ra nó cũng leo lên, xe gì nó cũng đi nghịch, chỉ xe tù nó chờ mình ăn đi bấm vô. Tù à má em yêu nè, sao em đòi lý gì? Tù má em yêu nè, sao thơ dội lấy chồng? Đừng ngày công cho tương lai mấy chuyện vừa về đông, với mùa tiên tiên điêu đâu, mỗi tiền đẹp ngàn sông. Alo, anh em ơi, kết thúc chương trình, tiền anh đến đây là hết. Hết. Chương trình cũng hết, kết thúc chương trình. Con chim non trên cành tre, hót liêu lo, hót liêu lo. Anh yêu chim, em mến chim, vì mỗi lần chim mất anh mệt ghê. Ba thương con thì con uống rượu, mẹ thương con thì con uống bia. Cả nhà ta đều nâng ly lên, ba một lít thì con một thùng. Châu ơi, châu ơi đi cày, châu ơi đi cày nhé nhé. Rồi lưng châu ta rờ đuôi châu, rồi ta bóp chim châu. Không sướng không quên chọc đầu, cờ phần xanh gió mát. Kiệt ước mong sao, Kiệt lớn lên mau coi cái lồn ra sao. Quá bậy quá, không mà ông lộn ơi. Chết tôi luôn á. Ước lớn làm gì, ước lớn là coi cái lồn. Ông giờ luôn nghe lúc nãy luôn á. Cái lỗ bằng cái tô. Cái gì? Cái lỗ gì? Con gái. Con gái hả? Con gái nó thiệt nha, con gái lóc con mai nó bảy tám lần rồi. Phải đi mai mấy con gái. À. Không đi mai là cái lỗ bằng cái tô. Nghe là đi mai rồi đó. Mai rồi. À bây giờ anh Tùng hát cái bài mà yêu em rồi. Chạy theo cuộc sống của đôi. Vì muốn như tìm thôi. Đêm nay quanh bó em đôi, dài theo cuộc sống đùa đôi. Vì muốn như tìm mà. Quá hay quá, hay quá, hay quá, hay quá anh ơi. Quá anh ơi. Quá anh ơi. Hoặc nữa đi em, rồi mai về xứ lò ha. Tới anh đêm đi. Tới anh á, anh ông thuộc, anh ông thuộc ơi. Ủa sao đâu anh bắt một vô. Anh ông ca thôi, giờ nó vô, để anh ta ca. Trong tay không tin đời mấy ai vui. Nhưng lúc có tin nhiều kẻ ghét canh. Bao đêm ngao ngát ngờ cay, nhìn tên mà hỏi ông trời, ta ôn chuyện chơi. Ai nhỏ 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 này mình nghe còn thơ, như hình bay bóng mê buốt tay không nhẹ. Xuân đã qua mấy lần, chúng tin nghe chuyện thay, tình ngày cơ gặp nhau. Cùng đơn vị không ngăn nghe được nói mừng em rồi kể anh nghe ngay anh mới ra trường không chùa không có đâu nghe mấy bạn. Xa cách nhau mấy năm rồi nè, nhắc tin xưa thấy buồn thờ không cho coi chúng đáp nè, bây giờ chúng kia. Hãy subscribe cho
Rồi sao anh, rồi sao? Tôi kể anh nghe, bọn mình lúc chia tay Tết xuân xuân trôi, ra từ âu thơ niêm. Mười năm cách Việt Nam, mười năm nhung nhớ say thương nhau. Cái này cái giọng là thấy là lạ. Mã cha nó vào, nó nhét vào, em cứ van xin. Nhét xong chút nữa em phê thì em cười. Ăn quen là tép nè. Cả hội còn năm rưỡi ra em ơi. Lên núi em về thanh, có thành mất dạy nó đè mà em ra. Em van xin, nói trắng chiều tha. Em đè nó lại, nó la quá trời. Vui sân, vui tết mùng ba, ông bà đã hứng thêm gà mà chậu đi chơi. Gà ông tí bé nhiều lông, gà bà tí nhỏ nhưng mồng nó đỏ tươi. Cá nhiều một cặp hồi lâu, gà bà cháy máu, gà ông thì gục đầu thêm vô. Sao không chơi người ta như hồi hôm, không chơi người ta như lúc đầu mà nằm sủi lơ vậy cha. Quán cà thì không biết đúng không, đụng gà hên xui. Vui mà.